Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể cô bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Cô bác hôm nay Nông lại nhận được một thùng quà để dành riêng cho bò cư bác ạ. Hôm nay Nông với lại anh Quẩy, em Quẩy sẽ chuyển cái thùng quà này đến bò cư cô bác. Là ai gửi thì tí lát nữa đến chỗ nhà của bò cư thì Nông sẽ cho các bác biết là cái thùng quà của ai. Móc của ơ. Cũng nói với các bác là cái chuồng bò của cái đấy thì hôm qua có làm dở là cái làm cái móng rồi, thì anh em nghỉ xong là lại có trận mưa, hôm nay có một trận mưa, sáng có mưa nên là anh em cũng không đến làm. Nếu mà buổi chiều nay mà không mưa thì anh em sẽ lại tiếp tục đến để làm cái chuồng bò các bác ạ. Ôi dồi ôi, đường đi bạn nhà bò cừ khó quá nhỉ. Chào chào ông bà ạ. Các bác ạ, đây thì trong thời gian vừa qua thì Nông lại tiếp tục nhận được một khoản tiền từ cô Vi Thị Hoàn ở Bình Dương gửi cho bó là 300.000 các bác ạ, để vào quỹ. Thì cũng thay mặt bó thì xin gửi lời cảm ơn đến bà Hoàn rất là nhiều, cũng đã gửi khoản tiền để giúp bó, thì cháu Nông xin cảm ơn nhiều. Cháu Nông xin chúc bà có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn quan tâm đến các hoàn cảnh bất hạnh ở trên kênh Nông TV. Thì cháu Nông xin cảm ơn. Có cảm ơn đi. Cháu cảm ơn bà gửi tiền cho cháu. Cháu xin cảm ơn nhiều. Bây giờ sẽ... Bó có vui không? Nhận được quà có vui không? Vui. Bó biết ở trong này có cái gì không? Không biết. Bó đi đứng ở kia đi. Thì hôm nay cũng rất là vui là nhận được cả thùng quà nữa. Thùng quà này là của đây nhỉ? Phạm Thị Lệ Hiền ở Quảng Hội, 2 Vạn Thàng, Vạn Ninh, Khánh Hòa gửi cho bó các bác ạ. Gửi cho bó cái thùng quà này. Thì cháu Nông xin phép được mở cái thùng quà này để cho bó cái thùng rất là đẹp, thùng xốp các bác ạ. Trong này không biết có cái gì, bó hơi hộp không bó? Bó dạ chứ, có hơi hộp không hả? Không biết đâu nhỉ. Ui, cái thùng này rất là đẹp nhỉ, bó nhỉ? Không biết rồi. Không biết đâu hả? Thích không? Có thích không? Chưa được xem á? Phải thích chứ, chưa được xem muốn thích chứ, phải không? Wow! Ôi dồi ơi! Đẹp thế, nhiều thế nhỉ? Bánh này. Có đi chỗ kia đi. Từ từ. Đấy, đặt đấy đó. Đọc lá thư xem đã. Có mùi cá. Của đây là... Đây là cái túi của Nông. Của A Nông. A Nông nói với bó đồ... Đồ chị mua cho bó thì bó phải giữ gìn, không nên để thất lạc. Chị cảm ơn A Nông. Cái này là của A Nông. Cá. Để cái này để kẹo ra kia. Có nhé, tất cả cái này là đừng làm mất đi nhé. Đây là kẹo này, cứ để ra tí để cho vào thùng. Rất là nhiều kẹo. Rất nhiều. Đấy. Đây. Kẹo nhiều lắm. Có xem cái này cái gì, cái này không mở, cái này không đừng mở.
từ từ đã. Đấy, kẹo này. Bố vui không? Ừ. Có vui không? Vui không. À. Từ 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 từ. Bố, ôi dồi. Cá khô, một túi cá khô nữa kìa. Cá ba chỉ, cá chỉ vàng này, cá cơm này, hai túi cá cơm. Đấy. Để ở kia. Tiếp là cái này. Ôi giời. Thích không? Thích không? Hả? À, bó thích không? Đấy. Đấy, ôi giời ơi, thoải mái mà bó dùng nha. Đấy. Để ở đâu bó? Để ở trên kia phải gọn, để gọn nào nhá. Đây là cái gì? Cái này là cái gì? Cái chảo. Cái này là cái chảo. Toàn bà mua cho đồ mới hết. Vừa nãy cô dặn là bà dặn là tất cả các cái đồ này là không được làm mất nhá. Được chưa? Đấy. Cứ bốc ra tí anh ông sẽ kiểm sau các bác ạ. Bốc ra nữa. Đây cái thùng này cứ từ từ, hai hộp này từ từ. Rồi phải bốc cái này ra. Nhìn nhiều hơn rồi. Sao đấy? Cái này bị móc một tí, không sao. Này. Cái này để làm gì? Có. Để rửa rau. Phải vui lên chứ, nhận quà phải vui lên chứ. Cái này để làm gì? Không biết. Cái chi tiết. Để ở kia đã, tí nữa. Thế cái này để làm gì? Đâu còn nước. Hả? Múc nước. Đây. Cái này để làm gì? Uống nước. Uống nước, đúng rồi, cái này. Bát ăn cơm đâu, bát mỗi múc canh. Cái này đẹp không? Đẹp không? Ôi giời ơi, bó được nhiều đồ nhỉ. Đấy, cái mũ này. Tiếp là đây là một món quà rất là đặc biệt, không biết là quà gì, từ từ. Đóng lại đã, ở trong vẫn còn quà. Hồi hộp không? Mới nhá. Mới nhá. Mới nhá. Sợ không? Sẽ. Sợ đấy. Sợ. Cái gì đây? Cái gì? Áo. Áo đúng không? Áo. Quần. Quần chứ. Cái này là mặc ở trong nhá. Mặc ở trong này này. Biết không? Đây là các cái chiếc quần xịp để cho bó. 1, 2, 3, 4, 5 cái. 5 cái quần xịp nhé, bó nhá. Mặc ở trong này, mặc ở trong này. Mặc ở trong này thì mới mặc cái này vào. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Quay tiếp đi. Tiếp, bó biết cái này là cái gì không? Hồi hộp không? Hả? À, hồi hộp không? Nói chuyện chứ, hồi hộp không? Vâng. Biết là cái gì không? Biết không? Điện thoại. Điện thoại. Màn hình mở khóa. Ôi rồi. Mà cần ghi. Bấm mở khóa. Bấm biểu tượng ổ khóa mở khóa. Cái này bà đi mua này. Tiền tổng là 670.000 cái điện thoại này đấy nhá. Yeah. Thích không? Thích. Bây giờ làm như nào? Không biết làm như nào. Đây, cái điện thoại mới nhá. Đây, cái bà Hiền. Bà Phạm Thị Hiền. Bà Phạm Thị Lệ Hiền.
ở Quảng ơi. Sim có trong này rồi. Sim có rồi. Có trong này rồi. Đấy. Có trong này rồi nhá. Giờ sẽ gọi vào số của chú nhá. Không có, không biết số của chú. 0963261886. Được chưa? Bây giờ sẽ bấm số của bà Hiền để có nói chuyện với bà Hiền nhá. Vâng. Gọi cho bà nhưng mà bà không thấy bà nghe máy. Thích không? Thích không? Sướng không? Sướng. Ừ, đấy, bà thương bà cho cả điện thoại rồi còn nạp cả 100.000 ở đây nữa đây này. Sướng không? Sướng. Này, giao cho bó nhá. Rồi. Cái này là số điện thoại của bó nhá. Cái này đấy có cục sạc nhá. Được chưa? Đấy, cái hộp này cất đi. Bó chỉ được dùng điện thoại như thế thôi để gọi chú thôi đúng không? Nhớ cái hộp này cất đi. Đây là cái thùng. À, bó xếp lên kia. Đi đứng ở kia để xếp. Bây giờ xếp kẹo vào trước. Đếm từng loại một. Đây là 3 gói kẹo này, Hippo và gì đây, nhân sô cô la. Mở đi, mở cái thùng xếp cất đi, đấy cái thùng đẹp để đấy, đấy cất cái đồ này đi. Bà gửi rất là nhiều kẹo của bác ạ. Để ở kia. Đấy, cái kẹo này thì ăn dần thôi nhá. Đấy, bà gửi rất là nhiều kẹo. Đây. Đây. Đây, cái này để lại ở đây ăn. Nên để đây ăn. Còn cái này cho vào kia. Cái nào mà ăn trước thì ăn. Bà gửi cho rất nhiều kẹo và một hộp quần xịp này. Đây một hộp quần xịp này. Tiếp là hai cái bát tô để đựng canh. Tiếp là có 3 cái hộp để đựng thức ăn. Đây. À, 2 cái hộp. Ồ, 3 cái. Sướng không? Sướng. Sướng à? Đây, đây là đựng thức ăn. Đựng mì chính. Không phải đựng mì chính đâu. Không phải cho mì chính đâu. Đựng cơm, thức ăn này. Ví dụ mình đi làm nương, làm giếc mình đựng phải không? Phải. Đấy. Này. Sướng không? Sướng. Ừ. Đấy, tiếp là hai cái bát nhựa. Bát đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm à? Nói to lên, cái này đẹp không? Đẹp. Cái này để làm gì nhỉ? Nãy bảo làm gì nhỉ? Để làm bơm gì? Nước. Hả? Bơm nước đúng không? Múc nước. Tiếp là một cái nồi để nấu cơm, nấu canh.
Và tiếp là một cái chảo. Đẹp không? Đẹp. Sướng không? Sướng. À. Tiếp là một cái muôi gỗ và một cái muôi inox. Và một cái rổ, cái này để làm gì? Rửa rau cho bà. Hả? Rửa rau. Đúng rồi, rửa rau, nói to lên. Nói to lên bà mới nghe, bà cho nhiều quà như thế mà không nói to là bà không nghe thấy đâu. Cái này để làm gì? Không biết. Không biết à? Cái này là tiếp tục một cái song, một cái nồi của bác để nấu canh hoặc nấu cơm cũng được. Tiếp là một cái chậu, một cái chậu nhôm. Ô, hai cái chảo à? Ôi dồi ôi, bó đầy đủ thế nhỉ? À, hai cái chảo, cái này để làm gì? Rán cá nhá, xào thịt nhá. Cả cái này thì có thể là nấu canh hoặc là xào thịt cũng được nhá. Có là đầy đủ như một hộ gia đình rồi, có ạ. Một hộ gia đình của người Mông không được như này đâu các bác ạ. Đấy. Tiếp là cá. Ba túi cá này. Ba túi cá này là tí nữa mang để nhờ tủ lạnh nhà anh Dế nhá. Được chưa? Có biết không? Đấy. Rồi lúc nào ăn thì mình đi lấy về nhá. Rồi. Đấy thì phó thì cũng được rất là nhiều đồ rồi. Các bác ạ. Ra dọn ở đây để úp ở đây đi. Phó. Cái này thì không dùng nữa. Cái này là cái chảo này được ba người, ba mảnh đời dùng rồi các bác ạ. Đầu tiên là cái dùng. Cái chảo này là chảo của nhà An Nông. Cái dùng thì cũng đã dùng, cái dùng thủng rồi. Đây thủng đây một lỗ này. Xong là về sau lại tiếp tục đến Dế dùng. Dế dùng lại tiếp tục đến Bó dùng các bác ạ. Tuy nó có thủng nhưng mà thủng cái lỗ bé bé đây thì các em muốn dùng được. Vẫn dùng dán được các bác ạ. Đấy. Cái này là để ở đây. Nào lấy cái đồ mới vào đây để xếp ở đây nào Bó nào. Cái nồi này, chú bảo này, cái nồi này đen thì để ở dưới này, nhá. Không đen không được lên để ở đây. Đi dọn ở trên này sạch sẽ đi. Này, cái bát này, cái gì đây? Bát này tí mang rửa nhá. Đấy. Đấy. Tất cả các thứ này là phải không được cho bẩn nhé, cho lúc nào cũng phải trắng sạch nhá. Đi lấy lá cây về quét cái này đi cho nó sạch đã. Đi. À từ từ đã, cảm ơn đã. Có cảm ơn bà Hiền gửi đồ gia dụng cho Bó đi. Cháu cảm ơn bà Hiền gửi gà cho cháu Bó. Cháu Bó xin cảm ơn bà nhiều. Không biết nói nhiều các bác ạ, nên là mong bà Hiền hãy thông cảm cho cháu Bó, vì là các bác cũng đã biết là Bó thì cũng nói chung là biết nói tiếng Kinh nhưng mà sẽ không biết nói, không biết gọi các cái thứ đồ gia dụng ở trong nhà đâu các bác ạ. Thì cũng cháu An Nông xin phép được thay mặt cháu Bó xin gửi lời cảm ơn đến bà Hiền đã gửi nồi niêu, song chảo, bát đũa rồi lại mọi thứ để cho Bó, và điện thoại, kẹo rồi lại cá, các thứ để cho Bó. Thì cháu An Nông xin cảm ơn bà rất là nhiều. Xin kính chúc bà có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn quan tâm đến các cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên kênh An Nông TV. Nên thì cháu An Nông xin cảm ơn nhiều. Bó đi lấy đồ về về quét cái này nó sạch sẽ đi. Lấy cái rẻ này lau này, lau sạch sẽ xong là cho cái đồ kia lên. Nhá. Còn ở cái nồi nào mà đen là không được cho lên trên này nhá, nhớ chưa?
Nhớ chưa? Dạ. Cái quần áo này này, cái này phải mang nha, để ở góc bên kia, không được để ở đây. Dạ. Thì nó mới không bẩn nhá. Dạ. Có là còn hơn một hộ người Mông rồi. Hơn một hộ có hoàn cảnh khó khăn, hiện tại là Pó sẽ đầy đủ mọi thứ các bác ạ. Đấy, nồi mới lấy vào đây, Pó lấy về xếp vào đây. Xong là Pó là không được đi đâu nhé, để mất cái đồ này là các ông bà không gửi cho đâu nhé Pó, nhớ chưa? Đấy, cái này là làm một cái móc treo ở đây. Đấy, đấy. Đấy, nó mới sạch, đúng không? Đấy. Cá này tí mang để cho tủ của anh Dế đi, nhá. Để trong tủ lạnh anh Dế nhá, được chưa? Đấy, cá này tí mang lên để cả tất cả cá kiểu này mang lên để trên tủ lạnh anh Dế nhá, được chưa? Đấy, bát này phải rửa thì mới được dùng, nhá. Lúc nào ăn cơm thì mang ra rửa thì mới được mang đi dùng. Dạ. Sao làm cái này như này? Cái này bẩn thế, ăn xong phải rửa sạch sẽ chứ. Dạ, nay trời mưa luôn. Sao lại? Hôm qua mưa bay vào phải không? Phải. Ở phải sạch sẽ nhé, Pó nhé, không được ở bẩn nhé. Ở bẩn chú sẽ không cho Pó ở đây. Các ông bà sẽ không gửi đồ cho nhé. Dạ. Các ông bà sẽ không gửi cơm cho ăn, nhớ chưa? Dạ. Đấy, nên là cái gì phải ở sạch sẽ, lúc nào phải sạch sẽ gọn gàng như này nhé. Mai chú mà lên mà thấy cái gì cũng đen là chú sẽ không cho dùng nhá, nhớ chưa? Dạ. Ăn cơm xong một bữa lại mang đi rửa cho nó sạch sẽ, xong mang lên để ở đây. Dạ. Nhá. Dạ. Đấy, một hộ một người đấy chỉ dùng cái chảo như này là cũng đủ dùng rồi các bác ạ. Đấy. Ấy da, chắc thế nhỉ? Chậu để ở kia. Phải ở gọn gàng sạch sẽ nhé, không được ở bẩn nhé, nhớ chưa? Nhớ. Đây là cái bát này, tất cả các cái thứ này là ăn xong là rửa sạch sẽ nhé, bởi vì là có dầu rửa bát rồi, rửa sạch sẽ, một lần rửa là rửa 2-3 lần nước vào nó mới sạch nhá. Đấy, cái này chưa được dùng ăn đâu nhé, cái này phải rửa sạch thì mới được ăn nhá, nhớ chưa? Đấy, cái nồi như này phải tí phải rửa sạch sẽ cho chú nhá, nhớ chưa? Dạ. Rửa sạch sẽ xong là đi lên trên này bê 1-2 hòn gạch lên đặt ở đây, xong là đặt cái nồi lên nhá. Đấy. Còn cái gì nữa nhỉ? Đi bê gạch về đi. Yeah. Cũng được, cái đấy cũng được. Điện thoại là không được làm rơi nhé, nhớ chưa? Làm mất là không, ông bà không gửi cho đâu, đúng không? Đúng. Đấy, nên là phải
mà không được đi đâu để chú mở xem nào. Tí nữa lấy cái đồ này đi cất ở trên kia nhé, không là để đây là nó bị hỏng, bị thối đi nhá, nhớ chưa? Rồi. Cái cá đây này, cá để xong là lúc nào ăn thì mới lên lấy, nhá. Vừa nãy chưa được nấu cơm ăn à? Chưa đói rồi. Thế là phải nhịn cơm à? Vâng. Thế buổi sáng có nấu cơm ăn không? Nấu. Nó ngủ muộn thế, 9 giờ rồi. Biết mở không? Biết mở khóa không? Mở xem nào. Không phải đâu. Không phải đâu. Đây, mở như này nhá. Bấm ở đây, bấm đây này. Bấm nút này thì mới được. Nhá. 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 Bấm, đầu tiên là bấm cái nút này xong mới bấm ở đây. Nhá. Thì mới mở được. Yeah. Nhá. Yeah. Cái này tí nữa mang rửa sạch nhé, cái thùng cái lọ này. Mang rửa sạch xong đặt ở kia. Yeah. Không được đặt bẩn như này là mất vệ sinh. Biết mất vệ sinh là gì không? Xem cái tai hay nào. Tai bên này hay nào. Đấy, không ở sạch sẽ nó để cho nó khô nhé, không được. Yeah. Không được đi tắm nước phải bịt bông nhá, nhớ chưa? Yeah. Mọi lần đi tắm làm như nào? Mọi lần đi tắm thì có làm như nào? Biết không? Không biết. Không hiểu chuyện. Đi tắm phải lấy cái bông nhét ở hai bên tai. Yeah. Thì mới tắm. Yeah. Nhá. Yeah. Nhớ không? Nhớ. Yeah. Ừ. Đấy, ngủ dậy phải gấp gọn gàng như này nhá. Dạ. Không được ngủ, không được làm lộn xộn nhá, nhớ chưa? Dạ. Ôi dồi ôi, đi về đây. Nó chống bà ạ. Bà ta tôi cho tụi cây tụi polythano là. Là, nghe chưa? Này, coi vô này. Đi vô là. Bây giờ bỏ gì, để cho tôi yên nằm nhìn đó. Mỗi bỏ, cho một gói nhá, xong là không được xuống đây lấy nhá. Xuống đấy nếu mà thích ăn thì hỏi anh có nhá. Thì hãy mà món đầu á, có gì không? Xin bà ạ. Rồi mang về bóc với Na ăn đi. Không, vẫn là nói có cháu phải. Rồi. Mang đi để trong tủ anh Dế. Này. Cái đấy để ở đây đã. Đấy đi sẵn. Không sạc đâu. Để ở đây đã. Đi. Mang cá đi để cho tủ anh Dế nè. Điện thoại cho túi quần chứ. Một lần nữa cháu An Ông xin gửi lời cảm ơn đến cô Hiền rất là nhiều. Cũng đã gửi món quà thật sự là ý nghĩa đối với Pó trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày các bác ạ. Đấy thì
xin gửi lời chúc sức khỏe cô có thật nhiều sức khỏe. Thì cái thức phim của nông xin phép được khép lại ở đây. Nếu mọi người quý mến An Ông thì cho An Ông xin một lượt like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ An Ông. An Ông xin chào và hẹn gặp lại mọi người các thức phim sau.